Mời các bạn quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Ngày hôm nay mình có một cái đề bài về môn xử lý số tín hiệu muốn chia sẻ với các bạn. Thực chất thì bài này cũng chỉ mang tính chất tham khảo và nó cũng chưa được kiểm duyệt chính xác lắm. Thì các bạn cứ tham khảo thôi. Thì đây là phần phần đề bài. Ở đây đề bài sẽ có 3 câu, thì mình sẽ trình bày từ câu số 2 trước. Thiết kế bộ lọc số FIR thâm cao, FIR pha tuyến tính. Sử dụng phương pháp cửa sổ Hamming với omega C bằng pi trên 2 và n bằng 7. Thì về cách thiết kế này thì mình đã chia sẻ ở video trong chuỗi video series xử lý số tín hiệu. Thì các bạn có thể bật lại tập số 1 để có thể biết cách làm bài này. Thì ở trong đây mình có trình bày bắt đầu từ câu 2. Về công thức của cửa sổ Hamming thì là cái công thức như thế này. Các bạn sẽ chép ra. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện đến bước thay n bằng 7 vào omega vào với kép Hamming và cửa sổ Hamming. Sau khi thay thì chúng ta sẽ có cái đáp số như thế này. Các bạn có thể thấy đầu con chuột mình di. Sau đó bước tiếp theo chúng ta sẽ vẽ Hamming bằng với n bằng 7 thì nó sẽ ra một cái hình như này. Sau đó chúng ta sẽ lắp công thức bộ lọc thông cao vào với HHP bằng HHPN bằng omega C trên pi nhân sin omega C n trừ 1 trên 2, tất cả trên omega C n trừ 1 trên 2. Đó, chúng ta sẽ thay công thức này vào. Thay omega C vào thì sẽ được ra một cái đáp số như này. Sau đó từ chúng ta thay lần lượt các vị trí n như các bạn có thể thấy đây, từ 0 đến 6 này. Thì mình vẽ một cái bảng này thì chúng ta sẽ thay vào HP n bằng tính được ra như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đi tính HD sẽ bằng cái cửa sổ Hamming này nhân với cả HLP. Đó. Thì chúng ta sang tiếp theo. Thì mình cũng vẽ một luôn ra như thế này. Thì chúng ta tính được các dạng HD khi mà n chạy từ 0 đến đến 6. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái HD này. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tìm đáp ứng sum HDZ bằng tổng của các HD nhỏ này nhân với Z mũ trừ N. Thì chúng ta thay vào vị trí này thôi. Thì mình sẽ có đáp số là như thế này. Sau khi tìm được đáp ứng sum thì mình chuyển về cái phương trình sai phân IN. Thì đáp số nó sẽ là như thế này. Đó. Tiếp theo thì mình vẽ được từ cái phương trình sai phân, mình vẽ được cái sơ đồ khối của cái bài này thì nó sẽ như này, các bạn tham khảo. Chúng ta quay trở lại với đề bài. Chúng ta đã làm xong câu số 2 rồi. Đến tiếp tục tiếp theo là đến câu số 1. Câu số 1 khá là dễ, cho phương trình sai phân của hệ thống tuyến tính bất biến có công thức là như thế này. Thì xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ xem cái ảnh này. Thì ở đây mình vẽ khá là chi tiết rồi. Thì các bạn tự tham khảo ở đây. Quay trở lại với đề bài, chúng ta làm xong câu số 2 và câu số 1. Tiếp theo là đến câu số 3. Thì câu số 3 có đề bài là cho mạch điện tương tự sau. Hãy chuyển mạch thành mạch số bằng phương pháp tương đương vi phân. Thì các bạn nhớ cái hình này. Nó cũng là cái ảnh cuối cùng. Thì ở câu 3 mình tính như thế này, thì các bạn tự tham khảo. Thì mình sẽ nói qua về cái cách làm. Thì đầu tiên là HAS này, có HAS này, sau đó chúng ta sẽ quy đổi nó về cái dạng của HZ, biến nó thành như thế này đến cái dạng cuối cùng này. Và từ cái HZ này chúng ta rút được ra các hệ số B0, A1 các thứ theo mẫu của nó, có cái mẫu của phương trình HZ này, hàm truyền IIR. Thì các bạn xem lại cái video đầu tiên hoặc là video số 2 gì đó trong chuỗi video thì sẽ biết cách xử lý bài này, và xem cả song song hai video thì các bạn sẽ có kiến thức tổng hợp hơn và sẽ hiểu được là mình đang nói cái gì. Và khi sau khi tìm được HZ rồi, HZ chính là cái đáp ứng sum. Sau khi tìm được đáp ứng sum thì chúng ta lại quy cái đáp ứng sum HZ đó về cái phương trình
sai phân IN này thì có dạng như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ ra được cái sơ đồ khối như thế này. Thì trên đây là một vài cái chia sẻ nhanh của mình về cái dạng bài tập thi ở trong môn xử lý số tín hiệu. Thì đề bài nó cũng không có gì là khó khăn cả, nó cũng đơn giản. Thì cái việc xử lý cái này đơn giản nếu các bạn đã xem tất cả các video trước của mình. Thì đây là một vài cái ví dụ cho các bạn có thể biết được cái đề, dạng đề nó như thế nào. Thì các bạn đừng quên là dập nát nút like và nút đăng ký kênh để khi mình ra những video mới thì nó sẽ hiện lên trên YouTube của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.